Xin chào cả nhà. Cả nhà ăn cơm xong hết chưa? Hết pin á, hết pin con dao con mang ra cho cậu đi. Con mang ra cho cậu xong là cậu chọn pin nhá. Hello, xin chào cả nhà. Việt Trung. Xin chào Việt Trung. Xin chào chị Hảo. Hello, hello. Hello cả nhà nhé. Chơi mini game với chị. Ok. Chào chị Hảo, ăn cơm chưa chị Hảo ơi? Chị Hảo ăn cơm chưa? Xin chào. Ok, hôm nay cũng trên đi chị. Hôm nay mình chị ăn rồi. Em cũng mới ăn xong. Bữa nay có bận khách không chị Hảo? Bữa nay còn bận không? Bữa nay chỗ em cũng đỡ khách hơn rồi. Xin chào Hương Phạm. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Chị Hảo ơi, ngoài đấy bữa nay đông khách không? Còn bận không? Trong này bữa nay giãn khách hơn rồi ấy chị ạ. Trong này vẫn bận em ạ. Đúng rồi, bữa nay em tăng cân. Uống mầm đậu. Em uống mầm đậu cho em và cho anh Khánh ấy. Và cho cả hai đứa bé nữa. Đều cả nhà đều tăng cân. Xin chào Hà Thanh, Thanh Hà. Cả nhà đều tăng cân. Bữa nay Khánh cũng béo ú ụ rồi. Đức ơi, lấy trước hộ chị cái cân bột đậu trong kia đấy. Lấy hộ chị cân bột đậu ở trong buồng ấy. Xin chào shop Hồng Anh. Trang Anh à, hôm nay gặp Trang Anh đấy. Xin chào mọi người. Năm mới quá. Mọi người ơi, trước khi vào chương trình mình đây. Chào ơi, này em đang uống này. Gần hết rồi. Mấy bữa đây. Ok. Nhưng mà đặt gạch đi, xem lịch hôm nào chị nhắn lịch cho em đi xong là em sắp xếp ra. Lợi ích hello ấy. Chị em mình làm bộ ảnh như nhỉ? Lâu rồi mấy bữa. Ok, hôm nào tụ tập đi xong là em ra chơi. Đây này, em uống cái này cả nhà uống đều mập nhất. Con em chỗ con chip nhà em. Con chip nhà em uống nghiện cực nghiện cái món bột đậu này luôn. Ok, bikini luôn. Em cũng khoái bikini rồi đấy. Hello Phong Phạm, hello tất cả mọi người. Xin chào anh. Em cũng nếu mà thế thì hôm nào em săn lùng một bộ bikini thật độc và lạ để chụp. Có lẽ anh nên chụp mà chụp ở đâu nhỉ? Chị ơi, chụp ở bể bơi đi chị Hảo ơi. Chụp bể bơi đẹp hơn, bikini chụp bể bơi đẹp hơn chụp ở biển. Xin chào Diệp Mai. Xin chào Nga Hằng. Xin chào mọi người, hôm nay em giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó là sản phẩm đặc trị nám Nam An chụp bể bơi đó. Ok, đúng rồi, chụp bể bơi đẹp hơn chị ạ. Hôm nào chụp bể bơi ở trên Thanh Hóa đi. Trên Thanh Hóa, ở Thanh Hóa trong chỗ nào nhỉ? Để em nhớ lại xem nào. Đẹp lắm chị Hảo ạ. Lên đấy chụp thì 1000 luôn. Cái hồ bơi nó ở trên trên bậc thang ấy chị Hảo. Xin chào Phương Hòa.
Hôm nào xuống lên đấy chụp đi chị Hảo, độc lắm, nhìn đẹp lắm. Mình lên đấy chụp thì 1.000 luôn, làm một bộ luôn. FLC thì mai. đúng rồi, FLC cũng đẹp. FLC thì vào đấy chụp cũng đẹp. Nhưng mà chụp ở không biết là chỗ nào nhưng mọi người có biết không nhở? Cũng ở ngay Thanh Hóa mình. Mà ở dân tộc hay sao ấy. Nó có một cái hồ bơi mà ở trên trên bậc thang ấy. Em cũng không chụp dưới nước thôi, không chụp trên bờ. Vâng, chụp dưới nước. Ở đấy á, là nó có một cái hồ bơi ở trên núi á chị ạ. Chụp xuống chụp chụp hồ bơi ở trên núi ấy, nhìn xuống đẹp lắm, cảnh đẹp. Chứ không không bằng gì. Phương Hà không báo gì cho. Quên mất. Quên mất Phương Hà. Phương Hà vừa ăn cơm xong, sợ mọi người đợi muộn nên là lên luôn, tại vì hôm trước like hơi muộn. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một loại thuốc đặc trị nám đông y bên mình. Nó có đặc điểm là đặc trị nám. Và những chị em nào mà bị nám lâu năm, nám ăn sâu vào máu ấy, hoặc là nám mảng, thì cái sản phẩm bên em đặc trị rất tốt nhé. Hầu như là nó là được làm từ 5 loại lá cây và không ảnh hưởng đến da. Rất nhiều chị em có phản hồi với em là rất lo sợ khi mà dùng các sản phẩm, là mọi người rất sợ là thứ nhất là nó bào mòn da, thứ hai là nó sẽ hư hại đến làn da, và thứ ba nữa là nó có phỏng da không, hay là nó có rát, hay là nó bong tróc không. Và em xin cam kết không hề bong tróc, không hề hư hại đến da nhé. Ơi, ừ, con da cậu lấy đi. Mẹ đang mắc, mẹ đang mắc. Mẹ con mang đi cho cậu pha sữa này. Của con à? Ừ, cái này của con. Đi đi, mang đi. Chưa hết à? Ừ, chưa hết mà cậu pha. Xin chào chị Hồng Phấn. Xin chào mọi người. Em đang nhắc tiếp. À, bên em có 3 loại đặc trị nám nhá. Thứ nhất là loại màu hồng này. Loại màu hồng này thì là nó thuộc dạng là mặt nạ dưỡng da trắng. Cái hồng màu hồng thì nó dành riêng cho những chị em mà muốn che kín lỗ chân lông, muốn trắng hồng. Chủ yếu là nó sẽ là tái tạo làn da và làm trắng hồng và che kín lỗ chân lông nhé mọi người. Nó chỉ làm mờ tàn nhang chứ không đặc trị nám được. Còn hộp màu vàng ấy thì là nó là đặc trị nám dành cho những da nhạy cảm, những da chị em nào mà da rất nhạy cảm thì nên dùng cái hộp màu vàng này. Hộp màu vàng này nó rất đặc trị nám, rất tốt, và nó dùng cho da yếu và nhạy cảm. Cái hộp thứ ba nữa là hộp màu xanh. À ok, tí nữa mẹ nói cậu nhé. Ừ, đi ra đi con. Cái hộp thứ ba nữa là hộp màu xanh. Hộp màu xanh thì nó chuyên đặc trị nám rất mạnh, dùng cho da thường. Những cái da mà chị em mình mà da khỏe khỏe chút thì dùng hộp màu xanh rất ok nhé. Còn những người mà những chị em mà dùng ok, những chị em mà dùng dùng nam an ấy, các chị em hầu như là nó là 5 loại lá cây, nên là mình khi mình đắp nam an thì mình phải kiên trì. Các chị em nào mà bị nám mảng và nhiều thì ít nhất dùng từ 3 đến 4 hộp thì mới hiệu quả. Còn các chị em nào mà mình mà bị nám ít ấy, giống như em cũng bị ít này, em chỉ dùng 1 đến 2 hộp là hết thôi. Nhưng mà nhiều người ấy, nám mảng, nám chân sâu hoặc nám ăn vào máu ấy, dùng một hộp thì tất nhiên là nó sẽ mờ một ít thôi chứ không được phần nào. Nhưng mà khi chị em dùng đến hộp thứ hai thứ ba thì em cam kết là nó sẽ mờ hẳn. Hello, xin chào viên đá nhỏ. Các chị em nên bôi thường xuyên, nên chăm sóc da. Trước khi đi ngủ các chị em nên bôi ít nhất từ 2 đến 30 phút sau khi rửa mặt sạch. Các chị em nên bôi Nam An lên mặt từ 2 đến 30 phút, xong mọi người rửa sạch và bôi một ít kem dưỡng. Sáng ban ngày mọi chị em các chị em nên dùng một ít kem chống nắng khi đi ra đường. Khi dùng Nam An thì các chị em nên nên nhớ là các chị em tốt nhất nên dùng kem chống nắng khi đi ra đường.
Hầu như cái đặc trị nám của bên em là hiện tại là đang hot trên thị trường nhá. Rất nhiều nơi các đại lý ở khắp khắp nơi nhé các chị em. Sao pha về mẹ đâu vậy? Rồi rồi con đi ra ngoài đi, xong mẹ làm việc xong rồi tí nữa mẹ pha cho. Hello, xin chào Huyền. Đây nhé mọi người. Nhiều chị em thì khi mà dùng hết một mũi này hoặc là dùng chỉ cần đến 12 ngày thì đã hiệu quả mờ nám rất nhiều. Nhưng mà nhiều chị em á dùng hết một hộp vẫn mới mờ một ít, nhưng mà các chị em cố gắng là cố gắng đắp thường xuyên, đắp ít nhất 3 đến 4 hộp nếu mà dành cho những da mà nám nhiều và nám mảng ấy, nám lâu năm. Các chị em dùng sản phẩm này rất tốt, không hề có một cái chất tẩy gì hết nhé các chị em. Hầu như hoàn toàn là lá cây, hoàn toàn là lá cây rừng hết. Và các chị em nên nhớ là khi dùng những cái sản phẩm mà nó dạng kem ấy, hay là dùng kem trộn ấy, nó rất nhanh trắng và nhất rất nhanh mây nám, nhưng mà nó sẽ bị quay trở lại. Nhưng mà đối với Nam An thì không nhé mọi người. Đối với Nam An, các chị em nào mà dùng mà đặc trị Nam An mà khỏi hết sẽ không bao giờ bị lại, hầu như là không bị tái phát lại. Còn nếu như các chị em nào mà bị dạng là nội tiết ấy, nội tiết bên trong, thì các chị em nên uống để nó đào thải cái bên trong, ok, đào thải bên trong để cho không không lên nám nữa. Nám thì nó có hai nguyên nhân, thứ nhất là bên trong và thứ hai là bên ngoài. Bên ngoài thường thường là các chị em mình ấy, đi ra đường thì giả dụ như là bị tia tử ngoại nắng này, rồi là khói bụi ô nhiễm môi trường thì chị em mình sẽ gây nên nám. Và cái thứ hai nữa là bên trong thì là nó là bị nội tiết. Nội tiết là hầu như là nội tiết từ bên trong. Các chị em dùng, con nói đừng con, các chị em dùng sản phẩm bên em, các chị em yên tâm là sẽ không bao giờ làm hại da nhé, không không hề làm hại da. Và cái sản phẩm này sẽ hello hello xin chào mọi người. Còn ai muốn hỏi gì về về vấn đề nám thì cứ inbox lại cho em nhé. Sau khi giới thiệu sản phẩm thì hôm nay em có một cái chương trình nữa. Nếu như hôm nay ai mua Nam An thì em sẽ tặng cho các chị em là nếu ai mua Nam An, một hộp Nam An thì em sẽ tặng các chị em 5 hộp đắp mặt nạ nhé mọi người. 5 mặt hộp hộp đắp mặt nạ trái cây sau khi dùng Nam An, mọi chị các chị em dùng mặt nạ đắp rất tốt. Chương trình hôm nay ai mà mua Nam An em sẽ tặng mặt nạ trái cây nhé mọi người. Rất nhiều, có những trái cây gì nữa. Xin chào chú Ngọc Ánh. Ngọc Ánh đâu? Ngọc Ánh đây, xin chào mọi người nhé. Ok, vâng, hôm nay em sẽ tặng mọi người nếu ai mua một Nam An em sẽ tặng 5 5 miếng đắp mặt nạ. Xin chào chú Ánh. Ok, 5 miếng đắp mặt nạ rất nhiều loại, ai thích loại gì em sẽ tặng loại đấy nhé mọi người nhé. Đây, xin chào Nguyễn Lộc, xin chào mọi người. Ai tên nào mà phải? Còn hôm nay em cũng có một chương trình nữa, nếu ai mà like chia sẻ, thứ nhất mọi người hãy thích face của Ngọc Ánh và theo dõi, bấm like bấm thích. Mọi người hãy like và chia sẻ ít nhất 5 nhóm hoặc 5 hội chợ em vẫn tặng mặt nạ nhé mọi người nhé. Nếu ai bấm like thích 5 hội chợ thì em sẽ tặng 5 5 miếng. Ai mua sản phẩm bên em cũng vẫn tặng. Hôm nay có một cái chương trình đặc biệt nữa là ai mà bên em, ai mà xỉ Nam An ấy, từ 10 hộp em sẽ tặng một máy xông hơi nhé. Đây các chị em. Nay ai mà mua xỉ 10 Nam An em sẽ tặng cho mọi người một máy xông hơi. Cái gì đây? Không ăn được đâu con ạ. Cái gì đây? Mẹ không biết cái đấy là cái gì nhưng mà không ăn được. Ngon, mang ra ngoài đi.
mọi người nhé. Để cho nước vào. Ok ok, mang ra ngoài đi. Ok. Đây nhé mọi người. Hiện tại những cái dòng máy xông hơi này cá rất tốt, mỗi khi buổi tối chị em mình mà xông hơi lên massage rất tốt nha mọi người nhé. Hello, xin chào Thảo Nguyên. Ơi. Không, chị đang mắc tí, 2 phút. Tất cả các chị em ai mà muốn nhận được sản phẩm 5 miếng mặt nạ như thế này thì các chị em hãy thích và theo dõi Phây Ngọc Ánh. Bước thứ hai nữa là chia sẻ 5 nhóm hội chợ, 5 nhóm hội chợ bán hàng online với mọi người. Khi mọi người chia sẻ thì em sẽ kiểm tra và kiểm tra em sẽ gửi quà đến mọi người. Còn những các chị em nào mà hôm nọ mà được tặng son ấy, em kiểm tra thì em đã gửi rồi nhá. Những chị em nào ở xa thì nó hơi lâu một tí. Son chuyển hàng hơi lâu một tí, còn những chị em mà gần thì chắc 1 đến 2 hôm mà đã có rồi đấy. Xin chào Uông Ngọc, xin chào mọi người. Tất cả các chị em hãy like và thích và chia sẻ, em sẽ tặng 5 miếng mặt nạ. Còn ai mua Naman bên em cũng vẫn tặng 5 miếng mặt nạ nhé. Mua một hộp Naman em tặng 5 miếng mặt nạ. Và ai chia sẻ cho em thứ nhất là like và theo dõi Face của Ngọc Ánh, mọi người hãy bấm thích đi ạ. Bấm thích và theo dõi Face Ngọc Ánh. Bước thứ hai, mọi người hãy chia sẻ 5 nhóm hội trợ. Mọi người hãy chia sẻ 5 nhóm hội và cho em xin số điện thoại, em sẽ gửi 5 miếng đắp mặt nạ cho mọi người. Đâu nhở, có ai không nhở? Xin chào, hello mọi người. Xuống đi con. Con đừng nghỉ của mẹ nữa nhé. Xin chào Bảo Trâm Mai. Hello, xin chào Thanh Thu Bin. Đừng nghỉ của mẹ. Con đi ra ngoài đi. Thích thì con ngồi im đi, con đừng đụng vào đây nữa, nó rất điện thoại của mẹ đi con. Trời ơi. Xin chào Thanh Thu Bin. Hello chào mọi người. Nếu như ai mà bấm thích, thứ nhất là mọi người hãy thích và theo dõi Phây Ngọc Ánh. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi? Mọi người hãy bấm thích và chia sẻ 5 hội chợ, em sẽ tặng mọi người 5 miếng đắp mặt nạ ban đêm. Có chị nữa nhỉ. Ok ơi, tặng em đi. Ok ok, mọi người hãy chia sẻ đi ạ. Mọi người hãy chia sẻ 5 hội chợ, 5 nhóm hội. Mọi người hãy chia sẻ 5 nhóm hội và bấm thích. Bấm thích ạ. Đã biết rồi, lần thứ 3 rồi. Tặng em đi. Ok mọi người hãy chia sẻ đi. Chị Hồng Phấn có nhá. Thanh Thô Bin, ok. Mọi người hãy chia sẻ đi, mọi người hãy thích bấm. Đầu tiên mọi người hãy bấm thích. Mẹ cho con. Không ăn được đâu nhá. Dạ, con có ăn. Các chị em ơi, mọi người hãy thực hiện đúng thao tác nhá. Các chị em hãy bấm thích và chia sẻ Facebook của Ngọc Ánh. Và thứ ba nữa là chia sẻ ít nhất 5 nhóm chợ, 5 nhóm hội. Ok, để cho mẹ đi con. Con đừng nghỉ nữa. Mọi người hãy thứ nhất nhá. Đây có màu xanh này. Một mặt nạ màu xanh, một là màu tím, màu đỏ có, tất cả mặt nạ đều có. Xin chào Hà. Ai mà chia sẻ rồi em sẽ kiểm tra nhá, kiểm tra trên Face và em sẽ tặng quà. Mọi người hãy để số điện thoại. Hãy để lại số điện thoại và địa chỉ, em sẽ tự liên hệ với mọi người. Ok, đưa hai mẹ. Đấy, hết rồi nhỉ. Ai nữa nhờ? Vũ Thị Linh. Hôm nay em được tặng son rồi, hôm nay có được. Vẫn được tham gia nha các em, mọi người. Tặng son rồi, em nhận được son rồi à? Ok, em nhận được son rồi thì lúc nào chụp ảnh bôi son, chụp ảnh feedback lại cho chị nhé. Được hết, tất cả mọi người đều chơi được hết. Miễn là các chị em nào chia sẻ cho mình 5 hội chợ, 5 nhóm hội bán hàng online. Và cái thứ hai nữa là các chị em hãy bấm thích và theo dõi trang của Ngọc Ánh nhé. Tại em đi nhé. Ok, Thanh Thu Bin. Nhắn tin số điện thoại đây, chị sẽ gửi quà cho em. Thanh Thu Bin. Áo cưới Hồng Phấn, Thanh Thu Bin.
em đã chia sẻ thích và ok Thu Thảo. Các bạn hãy cứ chia sẻ và mình sẽ vào Facebook sẽ kiểm tra nhé. Ai mà đúng yêu cầu thì em sẽ gửi luôn, em sẽ inbox lại, mình sẽ inbox lại cho mọi người. Bye Phương Chí. Hello. Ok ok Thanh Thu Vin. Ok mọi người, em nói lại bước thao tác nhé. Bước thứ nhất mọi người hãy bấm thích và theo dõi Facebook của Ngọc Ánh. Bước thứ hai mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 nhóm hội mọi người nhé. 5 nhóm hội. Và ai mua Naman em cũng tặng. Ai mua một hộp Naman em cũng tặng 5, đồng thời em cũng tặng kèm theo 5 miếng luôn. Ai mua Naman hôm nay em vẫn tặng. Và ai mà mua xỉ 10 Naman em tặng cho mọi người một máy xông hơi. Một máy xông hơi. Nếu ai mua xỉ Naman 10 Naman em sẽ tặng một máy xông hơi nhé mọi người nhé. Đặc trị nám Naman. Có nhìn thấy em không? Hiền Thu Thảo. Có, chị nhìn thấy Hiền Thu Thảo. Các chị em chia sẻ đi, mình sẽ kiểm tra trên Face nhé. Yên tâm các chị em nào chia sẻ em, một là các chị em hãy chụp lại và gửi qua tin nhắn cho mình nhé. Mọi người hãy chụp lại gửi qua tin nhắn cho mình trong lúc chia sẻ. Hello, xin chào Linh Lan, Thu Phương. Mọi người hãy chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ để nhận quà đi ạ. Mọi người hãy bấm thích và theo dõi trang của Ngọc Ánh. Bước thứ hai mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 hội chợ, 5 nhóm hội. 5 nhóm hội và bấm số điện thoại, địa chỉ. Mình sẽ inbox lại và gửi quà cho mọi người. Kiểm tra đi. Em không biết chụp. Ok, nếu mà không biết chụp chị vẫn kiểm tra được nhá em nhá. Chị sẽ vào chị kiểm tra. Chia sẻ đi mọi người, hãy chia sẻ đi ạ. Mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 hội chợ nhá, 5 nhóm hội nhá mọi người, 5 nhóm hội và chia sẻ trên trang cá nhân của mọi người nữa nhá. Các bạn hãy chia sẻ trên trang cá nhân của mọi người và 5 nhóm chợ. Và bấm thích và theo dõi trang của Ánh. Xin chào Hồng Linh, xin chào chị Hồng Linh. Xin chào mọi người. Đâu ạ mọi người đâu ạ? Và hôm nay ai mua Naman đặc trị nám của Đông Y sản phẩm của dân tộc Nùng nhé. Mọi người hãy đăng ký cho mình để được tặng 5 miếng mặt nạ nhé mọi người nhé. Xin chào Lê Loan, Lê Thị Loan. Ai mua Naman hôm nay em cũng vẫn tặng 5 miếng đắp mặt nạ. Và một phần quà nữa là mọi người mua xỉ 10 Naman em sẽ tặng cho mọi người một máy xông hơi nhé mọi người nhé. Ok mọi người đã thích. Được. Ok Thu Thảo, chị sẽ kiểm tra và chị sẽ liên hệ với em. Tất cả mọi người em sẽ liên hệ sau nhé mọi người nhé. Một là tối nay em sẽ liên hệ, hai là ngày mai em sẽ liên hệ. Xin chào anh Tiết, xin chào mọi người. Các chị em hãy thích và theo dõi và chia sẻ đi ạ. Các chị em, những chị em nào mà vừa mới vào ấy, chưa biết quy định tham gia thì em sẽ nói lại nhé. Bước thứ nhất mọi người hãy bấm thích và theo dõi Facebook của Ngọc Ánh. Bước thứ hai các chị em hãy chia sẻ ít nhất 5 hội chợ. 5 hội chợ bán hàng online. Và bước tiếp theo là mọi người hãy chia sẻ trên trang cá nhân nhé. Mọi người hãy chia sẻ trên trang cá nhân. Đã làm xong thao tác. Ok các chị em cứ làm đúng thao tác, mình kiểm tra đúng đủ các quy trình mình sẽ tự inbox cho mọi người. Ok Vũ Thị Linh. Ok mọi người, ai nữa nhờ mọi người hãy chia sẻ đi được nhận quà. Chia sẻ đi em gửi quà cho mọi người ạ. Và so hôm trước là những người nào mà ở gần thì em đã gửi đến cho mọi người nhá. Mọi người sẽ còn những ai mà xa xa ấy thì các chị em hãy chờ chắc là đến từ 2 đến 3 ngày là sẽ có quà thôi ạ. Ok chào mọi người. Đâu nữa nhờ mọi người đâu nhờ. Những ai like và thích chia sẻ trang của Ánh và chia sẻ 5 nhóm hội chợ thì em sẽ tặng 5 miếng mặt nạ cho mọi người nhá. 5 miếng mặt nạ. Ai thích mặt nạ như thế nào thì inbox lại màu nhá. Nhắn tin lại inbox lại màu cho em nhá. Nó có màu tím này. Một loại màu tím. 5 mặt nạ của Hàn Quốc nhá mọi người nhá. Em sản phẩm bên em, sản phẩm này đắt cực thích luôn mọi người ạ. Màu vàng.
màu tím, màu vàng, màu đỏ. Đây ạ. Con ơi, đi tính ra đi con. Đừng của mẹ nữa. Đừng có nghịch của mẹ nữa. Su còi, hello Su còi, xin chào Su còi, xin chào mọi người. Son đẹp lắm chị ạ. Ok, son đấy là son tự làm em nhé. Son không hề có chì, không có có thủy ngân và cũng không có arsen nhé mọi người. Hầu như là mình bán hàng, hầu như là mình bán hàng hàng của tự nhiên hết, không có cái gì là của hóa chất hết nhé mọi người nhé. Cho anh mời loại. Ok. Anh cho địa chỉ đi, em gửi cho anh 10 gói luôn. Huỳnh Phạm, xin chào Huỳnh Phạm. Đừng đụng máy của mẹ con ơi, đừng đụng máy của mẹ con ơi. Đừng có đụng của máy của mẹ. Nó rất máy đấy con ạ. Trời mưa. Đâu nữa nhờ mọi người, đâu hết rồi nhờ. Các chị em ơi, hãy like và chia sẻ đi ạ. Hãy like và chia sẻ, em sẽ tặng quà. Tất cả những ai đã like và chia sẻ em sẽ kiểm tra và em sẽ tặng quà cho mọi người nhé. Em sẽ inbox lại, một là trong tối hôm nay, hai là ngày mai em sẽ liên hệ với mọi người. Hạ Long Quảng Ninh. Em biết rồi, Hạ Long Quảng Ninh. Em còn biết cả địa chỉ chỗ anh ở nữa cơ. Ok. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi. Hôm nay ai mà chia sẻ theo dõi trang của Ngọc Ánh. Và bước tiếp theo là mọi người hãy chia sẻ đến 5 nhóm hội nhé mọi người. Có mặt. Có, phí ship không hết nhiều đâu em ạ. Phí ship chỉ hết có, nếu mà 10 cái này chỉ hết có 10.000 thôi em ạ. 10.000, 15.000 là cùng, không có nhiều đâu. Cái này ship em mất ship, ship thì nó chả đáng mấy đâu. Chỉ có 10.000, 15.000 thôi, không hết nhiều đâu. Ship cái này nó rất mỏng mỏng mà em, nó ít, nó nhẹ. Không hết nhiều đâu em ạ, chỉ hết 10.000 hoặc 15.000 thôi, không đáng mấy. Sau chương trình mọi người, ai đừng, những ai mà đã chia sẻ đủ 5 bước ấy thì em sẽ inbox lại cho mọi người nhé. Mọi người hãy chia sẻ 5 nhóm hội chợ, bấm thích và theo dõi Ngọc Ánh. Tất cả những ai mà em đã chia sẻ được đúng 5 to bước nhưng mà em chưa inbox lại cho mọi người thì mọi người cũng hãy liên hệ lại với em nhé. Mình ở Nga Sơn nhé mọi nhóm bạn Thu Thảo, mình ở Nga Sơn. Mình ở Nga Sơn Thanh Hóa. Con ơi xuống đi, con xuống đi. Đừng ấy nữa, nó dùng cái này của mẹ. Đi ra ngoài đi con. Đừng có mình nữa. Mình ở Nga Sơn Thanh Hóa nhé. Mọi người đâu ạ? Mọi người đâu ạ? Mọi người hãy chia sẻ đi ạ. Chia sẻ để đừng nhận quà. Hôm nay ai mà mua Nam An em vẫn tặng nhé. Hôm nay ai mua kem đặc trị nám Nam An bên em vẫn tặng cho mọi người 5 miếng mặt nạ. Hôm nay ai inbox chia sẻ em cũng vẫn tặng 5 miếng mặt nạ. Còn ai mua xỉ Nam An, ít nhất 10 Nam An thì em sẽ tặng một xông hơi với mọi người nhé. Kiểm tra luôn đi. Bây giờ em không kiểm tra được mọi chị ạ. Nếu mà kiểm tra chút nữa em mới kiểm tra được. Hello xin chào. Con ơi đi xuống thì đừng đụng cái đấy của mẹ nữa. Nhanh lên. Con thích nhưng con đừng đụng cái đấy của mẹ nữa, nó sẽ rớt điện thoại của mẹ. Xin chào Phương Anh, xin chào Vũ Duy. Vũ Duy, nửa Vũ Duy, mình cũng đã gửi son cho nửa Vũ Duy rồi nhá. Chắc trong 1-2 hôm là nhận được quà thôi ạ. Nhận được son thôi. Tất cả mọi người, em đã liên hệ thì em đã gửi hết son trong ngày hôm qua rồi nhá. Hương Trịnh. Xin chào Hương Trịnh, xin chào tất cả mọi người. Ai bấm thích và theo dõi trang của Ngọc Ánh và chia sẻ ít nhất 5 nhóm chợ, 5 nhóm hội bán hàng online, cho em xin số điện thoại và địa chỉ, em sẽ gửi hàng cho các anh, các chị ít nhất một lần chia sẻ trên trang cá nhân đấy nhé mọi người nhé. Chia sẻ trên trang cá nhân của mọi người nữa. Bưu điện Nga Tân. Hello, xin chào Bưu điện Nga Tân. Hương Trịnh. Nha các chị em nhé, hãy chia sẻ cho em đi. Thứ nhất là bấm theo dõi thích xây của Ngọc Ánh. Bước thứ hai, mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 nhóm hội chợ và 5 nhóm hội bán hàng online. Bước tiếp theo mọi người hãy cho em xin địa chỉ và số điện thoại. Chia sẻ cả trên trang cá nhân nhé. Có rất nhiều người hôm qua em tặng son nhưng mọi người vẫn chưa hiểu chia sẻ cá nhân là gì và chia sẻ trên nhóm hỗ trợ là gì. Chia sẻ cá nhân khác mà cho chia sẻ trên nhóm hỗ trợ khác nhé mọi người nhé. Mọi người chia sẻ trên 5 nhóm hỗ trợ. Các
các chị em hãy vào các nhóm hội, các nhóm hội chợ ấy, mọi người chia sẻ cho em. Ít nhất 5 nhóm. Anh Tiết. Ok, anh Tiết ok, con đã có địa chỉ rồi. Cũng đã gửi son cho anh Tiết rồi, nhưng mà hiện tại là chắc là 2-3 hôm nữa là có hàng đấy. Anh Tiết cũng đã gửi quà rồi. Ok. Những ai mà đúng đủ thao tác 5 bước chia sẻ thì em sẽ tự liên hệ nhận quà nhé. Inbox lại cho mình càng tốt, cứ inbox lại cho mình đi cho các ăn. Các chị em nhá, thứ nhất là chia sẻ, thứ nhất là bấm thích và theo dõi trang của Ngọc Ánh. Bước thứ hai chia sẻ trên trang cá nhân. Và bước thứ ba nữa là các chị em hãy chia sẻ 5 nhóm hội, tức là 5 nhóm hội bán hàng online mọi người. Mọi người hãy hội chợ, em ví dụ như là hội Nga Sơn này, hoặc là hội bán hàng online Bỉm Sơn gì đó, thì mọi người hãy vào các hội đấy và mọi người chia sẻ nhé. Không. Mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 nhóm hội chợ nhé mọi người nhé. Chia sẻ cá nhân, cá nhân và 5 nhóm hội chợ. Bấm thích và theo dõi trang của Ánh. Em chia sẻ cả hai rồi. Ok Thu Thảo. Tặng Thu Thảo. Ok Thu Thảo. Mình chị sẽ liên hệ với em nhé. Sau cái inbox này là mình sẽ, một là mình sẽ liên hệ với mọi người, và nếu mà tối nay mình mà chưa liên hệ mọi người thì đến trong vòng ngày mai mình sẽ liên hệ. Mọi người yên tâm. Đâu rồi, đâu hết rồi. Ngọc Tình. Ngọc Tình nhận được son chưa Ngọc Tình ơi? Ngọc Tình em nhận được son chưa? Ngọc Tình ở gần nhà nhận được son cho em. Nếu ai nhận được son thì hãy inbox lại cho mình nhá. Xin chào. Xin chào Huy Phạm. Đâu rồi mọi người? Hôm nay ai mà mua chương trình mình vẫn khuyến mại, ai mua Naman đắp vào đắp mặt nạ thì em vẫn tặng 5 miếng nhé, 5 miếng mặt nạ nhé. Lâu rồi Hy Phạm. Mọi người đâu hết rồi? Từng nghỉ con ơi. Từng nghỉ, từng nghỉ. Mẹ ơi con muốn nghỉ. Đi ra ngoài kia. Nhanh. Xấu hổ. Mẹ đang bán hàng mà con làm câu nghe xấu hổ quá. Hello Phương Hòa. Nếu mọi người nhá, mọi người hãy bấm thích và theo dõi trang của Ánh. Bước thứ hai hãy chia sẻ trên trang cá nhân. Bước thứ ba mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 nhóm hội. Em sẽ tặng 5 miếng mặt nạ. Xin chào Thùy Hiền. Xin chào. Em bị nám rồi. Em bị, đúng rồi, bị nám ấy thì em nên đắp cái Naman này em này. Naman này chị nám đặc, chị nám rất tốt. Em đắp ít nhất ngày nào em cũng đắp ít nhất 2-30 phút. Rồi em rửa sạch mặt, ngày nào em đắp, em đắp 1-2 hộp. Nám sẽ mờ đi hết rất nhiều đấy em ạ. Em bị cái này Naman của chị không hề có hóa chất, chỉ có 5 loại lá cây rừng. Những ai mà bị nám lâu năm, nám mảng ấy, hoặc là nám ăn sâu vào máu ấy, thì các chị em kiên trì đắp ít nhất từ 3-4 lọ sẽ mờ hẳn nhé mọi người nhé. Còn những ai mà bị nhẹ thì chỉ cần đắp đến 2-3 hộp là đã mờ luôn rồi, đã khỏi rồi. Nếu mà chị em nào hôm nay mua 1 Naman em cũng vẫn tặng 5 miếng mặt nạ nhé mọi người nhé. 5 miếng mặt nạ này. Hôm nay thôi à? Thu Thảo, nếu mà mua Naman chị vẫn tặng 5 thêm 5 cái miếng này nữa nhé em nhé. Em chia sẻ chị tặng em rồi. Em mua Naman chị vẫn tặng em. Em mua Naman chị vẫn tặng em 5 miếng này luôn. Và cứ yên tâm, sản phẩm bên chị là hoàn toàn là 5 loại lá cây nhé, không có hóa chất. Hoàn toàn 100% tự nhiên. Các chị em mà nào mà bị nám chân sâu ấy, nám mảng mà nám lâu năm ấy, thì các chị em nên dùng ít nhất 3-4 hộp nhé. Chứ 1-2 hộp thì nó cũng chưa mờ hẳn được như ý muốn đâu mọi người ạ. Còn nếu như các chị em mà bị ít ấy thì các chị em hãy bôi kết hợp từ hộp vàng đến hộp xanh này. Nếu mà năm ít chị em chỉ bôi 2 hộp này thì mọi người đã mờ hẳn rồi nhé mọi người nhé. Các chị em nào mà bị lỗ chân lông to ấy, muốn che khít lỗ chân lông, muốn trắng hồng làn da, muốn sáng sáng làn da thì mọi người hãy dùng cái hộp màu hồng này.
Còn hôm nay em cũng có chương trình nữa, ai mà xỉ Nam An thì em vẫn tặng nhá, em vẫn tặng cái máy xông hơi này nhá. Ai xỉ Nam An từ 10 hộp trở lên em sẽ tặng cái máy xông hơi. Đây mọi người. Máy xông hơi. Hôm nay em không bật lên được. Cái máy này thì mọi người hãy cho nước vào cắm điện xông hơi rất tốt. Mỗi buổi tối mọi người xông hơi độ từ 15 20 phút, 30 phút gì đấy. Nó rất tốt cho da đấy. Ok, nếu mà em muốn dùng thử thì em nên mua một hộp màu xanh này. Em bôi ok thì em sẽ mua tiếp. Chị vẫn tặng 5 miếng này luôn. Nếu như em mua thì chị vẫn tặng 5 miếng này, đồng thời tặng thêm cả 5 miếng em đã chia sẻ. Đông Đông, hello, xin chào Đông Đông. Xin chào Phạm Thị Tuyết. Mọi người hãy chia sẻ 5 nhóm hỗ trợ đấy ạ. Bấm thích và theo dõi. Những ai mà đã chơi chương trình này rồi thì mọi người chắc mọi người đã hiểu rồi. Hãy bấm thích và theo dõi trang của Ngọc Ánh. Bước thứ hai, mọi người hãy chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Bước thứ ba, mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 nhóm hội. Em sẽ tặng 5 miếng mặt nạ này cho mọi người nhé. Inbox lại địa chỉ, số điện thoại. Thu Phương, đừng chấm chấm nữa, hãy chia sẻ đi mọi người, bấm thích và chia sẻ đi để được nhận quà. Đừng có chấm, chấm không được nhận quà đâu, chấm không được nhận quà. Chỉ khi nào mọi người bấm thích và theo dõi, chia sẻ 5 nhóm hội chợ. Và ít nhất một lần cá nhân, chia sẻ cá nhân với mọi người nhé. Mọi người hãy chia sẻ trên trang cá nhân của mình để nhận được quà nhé mọi người. Còn hôm nay ai mà mua Nam An đặc trị nám bên em thì em cũng vẫn tặng 5 miếng mặt nạ này nhé mọi người. Ok chị thì ok, nếu mà chị đã chia sẻ thì tí nữa em inbox lại cho chị. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi? Hãy chia sẻ bài đi ạ, chia sẻ bài để nhận quà đi ạ. Mọi người ơi, giá niêm yết của bên em đặc trị nám Nam An là giá cũng là 450.000 một hộp nhé mọi người nhé. Khi mọi người mà bị nám ấy, mọi người dùng hàng này rất tốt, rất hiệu quả và nó tốt cho da mà không bị bào mòn da, không bị ảnh hưởng, không bị hư hại. Và khi chị em bôi hết nám sẽ không bao giờ bị lại nhé mọi người nhé. Em cam kết với mọi người, những ai mà bị nám nhiều 3 đến 4 hộp em cam kết hết, mớ hết nám luôn. Còn nếu như những ai mà bị nhẹ thì mọi người dùng 2 đến 3 hộp là em cam kết là hết nám. Khi em bán sản phẩm này mọi người cứ yên tâm là em sẽ theo dõi mọi người từ lúc mọi người bôi cho đến lúc mọi người đã hết nám với mọi người nhá. Mọi người hãy yên tâm. Mình chia sẻ rồi nhá. Ok Nguyễn Hoa, nếu ai chia sẻ thì cứ inbox lại số điện thoại cho mình. Cảm ơn Phạm Thị Tiết, cảm ơn. Mọi người ơi, mọi người hãy chia sẻ đi ạ. Hôm nay em vừa chia sẻ và nhận quà, vừa giới thiệu sản phẩm của bên em nữa nhé. Hôm nay em vẫn có chương trình tặng quà cho mọi người nhé. Mọi người hãy bấm thích, theo dõi trang của Ngọc Ánh, chia sẻ ít nhất 5 hội chợ, 5 hội bán hàng online. Ngọc Mai hôm nọ, chị nợ Ngọc Mai một son nhá. Ngọc Mai hôm nào qua chị sẽ đưa cho Ngọc Mai một son. Một son và 5 mặt nạ này luôn. Nếu mà chia sẻ 7 hỗ trợ. Ngọc Mai còn lấy quà chị sẽ 10 Nam An chị sẽ tặng cả Ngọc Mai cái này luôn. Đây, máy đây. Máy xông hơi tại nhà. Đó. Ai mua xỉ 10 Nam An em sẽ tặng nhá. Chị nám bao nhiêu? Chị nám bên em bán giá niêm yết 450.000 một lọ. 450.000 một lọ chị nhé. Nếu như ai bị nám dùng Nam An bên em sẽ theo dõi từ lúc mọi người bôi cho đến lúc mọi người hết nhé. Quất luôn. Quất luôn. Ok, hôm nào lấy Nam An gửi hết một bộ luôn. Gửi hết luôn. Có gì tặng Mai hết đấy. Chị em tốt vậy đấy, đổi thay ạ. Chị em tốt với nhau như thế đấy, hôm sau về nhớ mua quà cho chị to to lên nhá, đổi thay nhá. Đây các chị em mà hôm nay các chị em mà mua Nam An em vẫn tặng, không cần chia sẻ mà mua Nam An em cũng vẫn tặng 5 mặt nạ nhá các chị em nhá. 5 mặt nạ sau khi các chị em bôi Nam An
các chị em nên một tuần đắp một đến hai lần mặt nạ dưỡng ẩm rất tốt cho các chị em ạ. Đặc trị nám bên em là hoàn toàn làm bằng lá cây nha các chị em, làm hoàn toàn bằng lá cây của dân tộc Nùng các chị em ạ. Và khi đắp lá cây như thế này thì mọi người cứ yên tâm, những cái phẩm hóa chất phẩm chất thì mọi người biết sợ, chứ còn đắp lá cây thì không việc gì hết nha mọi người nhá. Em cam kết khi nào các chị em mua cái đặc trị nám bên em sẽ kiểm tra và theo dõi mọi người từ lúc mọi người bôi cho đến lúc mọi người kết thúc nhá. Đến lúc mọi người hết thì em mới thôi chia sẻ rồi đấy, chia sẻ. Ok, nếu những ai chia sẻ nhớ nhá mọi người nhá, chia sẻ năm nhóm hội chứ không phải là chia sẻ 5 lần cá nhân của mình đâu nhá, chỉ chia sẻ một lần cá nhân thôi và chia sẻ năm nhóm hội. Mọi người hãy chia sẻ năm nhóm hội và chia sẻ một lần cá nhân thôi nhá, bấm thích và theo dõi Ngọc Ánh. Những ai chia sẻ em sẽ inbox lại nhá mọi người. Phương Anh ok. Phương Anh được rồi, em sẽ kiểm tra rồi em lại inbox lại cho chị. Cũng học hỏi dân buôn là được rồi, chuẩn bị cho xin hello, xin chào tướng Cương. Có muốn dùng cái này, tướng Cương có muốn dùng cái này cho người yêu không? Đây, chuẩn bị cưới thì mua chia sẻ đi rồi được tặng cái này để chuẩn bị người yêu chuẩn bị thành vợ thì trang điểm cho nó xinh nhá. Các chị em ơi, em nay em mua năm mai em vẫn tặng nhá, quả ai chia sẻ em cũng vẫn tặng nhá mọi người nhá. Chỉ ngày hôm đây thì xem để em chợ một cái này một lần rồi. Ok, đã có. Chào hả? Chào ông Hà Nội. Ông này thì ông to rồi. Vâng, chào các ông. Chào chào ông Cương. Ông Cương hãy chia sẻ để nhận năm mặt nạ này nhé ông Cương nhá. Ông Cương có thể tặng người yêu, tặng vợ sắp cưới nhá, hoặc là tặng chị gái hoặc tặng mẹ nhá. Nếu mà ông mà tặng cháu nữa thì càng tốt. Ông mà chia sẻ ông tặng cháu năm cái này thì nó thì càng tốt. Cháu lúc nào cũng ngoan hết. Mẹ. Đâu rồi mọi người, đâu rồi nhỉ? Dì Tiết ơi, tặng cho ông Cương để ông Cương tặng tặng gì đấy ông dì Tiết ạ? Ông tặng gì đấy? Ok luôn, mai ông về này. Đấy, ông chia sẻ cái này đi để tặng dì Tiết ạ. Thế như người yêu chưa có thì tặng tặng chị gái cũng được nhá. Mọi người hãy bấm thích và chia sẻ đấy nhá. Em sẽ tự inbox lại cho mọi người. Và em vẫn giới thiệu sản phẩm bên em nhá mọi người nhá. Sản phẩm bên em có 3 loại. Thứ nhất là loại màu hồng, em vẫn giới thiệu lại. Thứ nhất loại hộp màu hồng. Hộp màu hồng này dành để đắp mặt nạ, giúp nó có công dụng là giúp trắng da, se khít lỗ chân lông, và nó còn làm dưỡng trắng nữa nha mọi người nhá. Đắp mặt nạ này rất tốt. Mặt nạ nam an collagen. Và hộp thứ hai nữa là hộp màu vàng. Hộp màu vàng này thì nó đặc trị nám cho những cái da nhạy cảm. Các chị em nào mà da mỏng ấy, da nhạy cảm thì mọi người nên dùng hộp màu hồng này. Màu vàng, em xin lỗi. Còn những ai mà da thường ấy, da khỏe rồi ấy, các chị em nên đặc trị nám bằng màu xanh. Hộp màu xanh này nhé mọi người nhé. Xin chào bạn trai. Mọi người đắp nam an bên em thì mọi người hãy cố gắng. Mẹ thì đắp cái ra. Mọi người hãy chia sẻ đi nhá. Mọi người đợi em 5 phút. Mọi người hãy cứ chia sẻ đi. Mọi người đợi em 5 phút em sẽ quay lại. Xin chào các bạn.
Em chia sẻ rồi nhé. Ok Thu Phương, em chia sẻ đi, em chia sẻ. Chị sẽ kiểm tra và inbox lại cho mọi người nhé mọi người. Đâu rồi mọi người, chia sẻ đi ạ. Chia sẻ xong rồi. Mọi người hãy chia sẻ đi để được nhận quà. Em hôm nay em tặng quà cho mọi người. Em vẫn tặng quà cho mọi người nhé. Mọi người hãy lại bấm. Bước thứ nhất mọi người hãy bấm like và theo dõi fan của Ngọc Ánh nhé mọi người. Bước thứ hai mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 nhóm hội. 5 nhóm hội nhé mọi người, chia sẻ 5 nhóm hội chứ không phải chia sẻ 5 lần trang cá nhân đâu mọi người ạ. Và chia sẻ trang cá nhân một lần nhé mọi người. Ok Phạm Thị Tuyết, ok gì? Cháu sẽ gửi cho gì? Lan Anh, hello, xin chào Lan Anh. Đâu rồi mọi người đâu hết? Mọi người hãy chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ để em tặng quà ạ. Mọi người chia sẻ em sẽ tặng 5 miếng đắp mặt nạ Hàn Quốc. 5 miếng đắp mặt nạ Hàn Quốc rất tốt. Dùng cung cấp dưỡng ẩm cho da, trắng da mọi người nhá. Hương Nghiêm đâu rồi? Hôm nay không thấy Hương Nghiêm đâu, Hương Nghiêm hình như không muốn nhận quà rồi. Nay gì Hương không muốn nhận quà rồi. Nay Hương Nghiêm không muốn nhận quà. Đâu rồi nhà mọi người, đâu hết rồi nhờ? Mọi người hãy bấm like, thích và chia sẻ đi mọi người. Mọi người hãy chia sẻ để được nhận quà đi ạ. Xuống đi con để mẹ công việc. Nhanh, không ngồi đây được. Không ngồi đây được, đi ra ngoài. Đi ngồi đây, ngồi đây. Mẹ ơi, đây là cái máy à? Mẹ, đây là cái máy à? Mẹ có dùng máy không? Con, mẹ không dùng. Ngậm mồm vào. Ai à, trẻ cái mồm gà tốt. Đi ra ngoài chơi đi nhá. Được rồi, con chào mọi người đi ạ. Con chào mọi người. Chào mọi người. Mọi người hãy chia sẻ đi. Còn đấy. thiêng quá. Đây, mọi người hãy bấm thích, like và chia sẻ đi ạ. Mất hết thời gian. Đúng rồi, mọi người hãy bấm thích và theo dõi fan của Ngọc Ánh nhé mọi người nhá. Bấm vào fan, bấm thích và theo dõi fan của Ngọc Ánh. Bước thứ hai mọi người hãy chia sẻ 5 nhóm hội chợ. 5 nhóm hội bán hàng online. Mẹ ơi, cái lên của ai? Rồi mẹ cho con đi ra ngoài đi. Hương Nghiêm vào nhận quà. Đây. Đây nhá, tặng cho áo cưới Ngọc Ánh này nhá. Đây, tặng đây, quà đây. Cười đi con. Đấy. Tặng cho áo cưới Ngọc Ánh này nhá. Đây, món quà to nhất. Hiền Đặng, hello, xin chào Hiền Đặng. Rồi, Ngọc Ánh bấm thích và chia sẻ nhiều nhá, chia sẻ ít nhất 10 nhóm hội chợ thì để tặng quà nhá. Đây quà của Ngọc Ánh đây. Áo cưới Ngọc Ánh được tặng quà nhá. Rồi. Đi ra để bọc quà đi nhá. Đi ra bọc quà đi nhá. Để tặng áo cưới Ngọc Ánh. Mình được nhận son rồi. Ok, Hương Nghiêm được nhận son. Là Hương Nghiêm nếu mà chia sẻ 5 nhóm hội chợ, bấm thích và theo dõi fan của Hoàng Ánh cũng sẽ được tặng 5 cái mặt nạ này nhé. Tôi chia sẻ rồi. cái này ưu tiên phụ nữ nhá, ưu tiên phụ nữ nhá, không ưu tiên đàn ông nhá. Đàn ông thì để phụ nữ dành tặng đây, đàn ông mà phụ nữ dành tặng những cái món quà như thế này nhá. Hãy làm đẹp cho phụ nữ. Các ông chồng hãy làm đẹp cho vợ để vợ tặng những cái món quà lớn nhá. Có cái gì cho tôi dùng được không? Thùy Nhung. Cái này ai cũng dùng được hết. Trai gái đều dùng được hết. Đi con xuống đi, mẹ giới thiệu sản phẩm cho con. Đi xuống. Thôi, không chứ không nghỉ nữa. Đi. Họ mua tặng vợ chứ. Cái này là tặng nhá. Còn cái này mua tặng vợ thì được này. Nếu mà vợ mà sau sinh mà bị nám thì mọi người hãy mua Nam An để cho chị nám cho vợ nhá. Họ mua tặng. Đi ra đi con. Đi ra đi mẹ. Ừ đúng rồi, đi ra chơi với chị Trích nhá. Ra trong nhà cho mẹ nhá. Mọi người hãy cứ like và chia sẻ đi ạ. Mọi người hãy like và chia sẻ đi để được nhận quà. Còn em vẫn giới thiệu sản phẩm của em. Các chị em nào mà đã dùng Nam An bên em ấy thì các chị em cũng cảm nhận được rồi. Khi chị em nào mà dùng những chị em nào mà bị ít á, mọi người đã dùng một hộp này đã mờ hẳn lắm rồi. Và dùng hộp thứ hai thì mọi người sẽ mờ hẳn nám nhé.
không còn là còn vết nám và thương và nó sẽ không bị lại như mọi người. Còn những ai mà bị nám mà nặng ấy thì các chị em nên dùng 3 đến 4 hộp, em cam kết sẽ khỏi. Và các chị em hãy cố gắng kiên trì bôi Nam An hàng ngày nhé. Các chị em có nhiều chị em bôi ví dụ như bôi 2 ngày thì các chị em lại dừng, các chị em lại cách mấy ngày các chị em bôi như vậy là không được. Các chị em phải bôi liên tục, ngày nào các chị em cũng bôi ít nhất từ 20 đến 30 phút. Những chị em mà mờ nám rồi thì các chị em lại hoãn lại những cái ngày bôi. Còn mình mà vẫn còn thì mọi người hãy cứ thường xuyên ngày nào cũng bôi nhé. Đây là hoàn toàn là lá cây nên không bao giờ hư hại đến da, không hư hại đến làn da của mình nhé. Không hư hại, không bong chóc và không bào mòn da. Hoàn toàn là tự nhiên nên là rất tốt. Các chị em cứ yên tâm dùng sản phẩm bên em nhé. Bên em bán sản phẩm thì các chị em cứ yên tâm là em cam kết sẽ theo dõi cho các chị em là hết nám. Khi nào các chị em bôi hết nám thì thôi. Các chị em dùng cái sản phẩm này nó rất có lợi là khi nào các chị em bôi mà hết nám sẽ không bị nám quay trở lại. Còn các chị em mà dùng những cái sản phẩm như kem trộn hoặc là hóa chất, mọi người lúc đầu bôi lên thì nó rất sáng, rất nhanh hết nám nhưng nó rất bị nhanh bị lại nhé mọi người, rất nhanh bị lại. Nhưng mà cái sản phẩm bên em thì không, hoàn toàn không như thế nhé. Hoàn toàn bên em là nếu như các chị em nào mà bị nội tiết ấy, các chị em nên uống thì nó sẽ không bao giờ bị lại. Còn các chị em mà bị bên ngoài ấy, mà bôi hết rồi là nó không bị lại nhé. Còn những chị em mà bị nội tiết bên trong, các chị em nên uống để kiềm nén mọc nám nhé mọi người. Ai hôm nay mua một Nam An em vẫn tặng 5 gói mặt nạ nhé mọi người. 5 mặt nạ, em sẽ vẫn tặng 5 mặt nạ. Còn những ai mà chia sẻ cho em vẫn tặng mọi người. Phương Thăng, tặng đi người đẹp. Ok mọi người cứ chia sẻ, em kiểm tra đúng quy định của em thì em sẽ tự inbox lại cho mọi người nhé mọi người. Nếu ai mà chia sẻ mà hiện lên các trang, các nhóm hội chợ em kiểm tra thì mọi người sẽ được nhận quà nhé. Các chị em hãy bấm thích và theo dõi Facebook của Ngọc Ánh. Bước thứ hai, mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 nhóm hội bán hàng online và mọi người hãy chia sẻ ít nhất một trang trong trang cá nhân của mình một lần. Các chị em hãy chia sẻ đi ạ, chia sẻ để được nhận quà. Các chị em hãy lưu ý nhé, không chia sẻ trên trang cá nhân của mình 5 lần mà trang các trang cá nhân chỉ chia sẻ một lần hoặc là 2 lần 5 lần thì em cần biết, nhưng mà ít nhất phải 5 hội chợ nhé mọi người. 5 nhóm hội bán hàng online chứ không phải là chia sẻ 5 lần trên trang cá nhân của mình đâu. Như thế là không được nhé mọi người, không được tặng quà nhé. Mọi người chia sẻ như 5 lần trên trang cá nhân của mình cũng không được tặng quà nhé. Đúng bước của em yêu cầu thì mọi người mới được tặng quà. Bước thứ nhất, mọi người bấm thích và theo dõi Facebook của Ngọc Ánh. Bấm thích và theo dõi Facebook của Ngọc Ánh nhé mọi người. Bước thứ hai, mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 nhóm hội bán hàng online. Bước thứ ba, mọi người hãy chia sẻ trên trang cá nhân của mình để được nhận phần quà. Còn hôm nay những ai mà mua đặc trị nám Nam An bên em thì em vẫn tặng 5 cái đắp mặt nạ tự nhiên của Hàn Quốc đấy nhé mọi người. Mặt nạ này là mặt nạ rất tốt đây mọi người ạ. Kể cả mọi người mua dùng cũng rất tốt. Đấy, mặt nạ của Hàn Quốc. Minh Sơn hay hơn, xin chào Minh Sơn. Đâu rồi mọi người, đâu rồi ạ? Mọi người hãy chia sẻ, bấm like và theo dõi Facebook của Ngọc Ánh và bấm chia sẻ để nhận quà đấy ạ. Đâu hết rồi mọi người, đâu hết rồi. Mọi người hãy bấm chia sẻ để được nhận quà đi ạ. Đâu rồi Minh Sơn, Hoàng Lâm. Tất cả mọi người đang theo dõi cái video trực tiếp này thì mọi người hãy vào và chia sẻ để được nhận quà đi mọi người ạ. Cái này là mặt nạ Hàn Quốc nhá mọi người nhá. Mặt nạ tự nhiên của Hàn Quốc. Em bán hàng đều là hàng tự nhiên hôm nay xin quà. Cảm ơn Phương Hòa, cảm ơn. Bôi Nam An để xinh gái, bôi Nam An để hết tàn nhang, bôi Nam An để được trắng da mịn da, bôi Nam An để cải thiện cái làn da và cung cấp collagen trên da mặt mình, rất tốt.
tất cả các chị em đang hiện tại đang đi bắn laser, bắn nám hoặc là đang dùng kem trộn hay là dùng các loại mỹ phẩm mà chưa hiệu quả thì các chị em hãy chuyển sang dùng sản phẩm bên em. Các chị em hãy dùng thử dùng sản phẩm bên em một lần, mọi người trải nghiệm một lần, mọi người sẽ thấy hiệu quả của nó. Hiệu quả của nó rất tốt với mọi người nhé. Cái sản phẩm bên em hiện tại là đang hot trên thị trường và rất nhiều đại lý ở các nơi bên em phân phối, rất là nhiều nơi trong từ Nam ra Bắc đều có nhé mọi người nhé. Ai mà muốn dùng Nam An thì đại lý ở bên em rất nhiều nhé mọi người. Ai muốn xỉ Nam An em vẫn đổ nhé, vẫn đổ xỉ và tìm cộng tác viên. Ai muốn làm cộng tác viên cho em vẫn đang tuyển cộng tác viên và tuyển xỉ nhé mọi người nhé. Tất cả mọi người muốn bán Nam An từ các quán mỹ phẩm cho đến hiệu thuốc, em đều cung cấp được Nam An cho mọi người. Ok, đúng rồi, khi nào mà dùng Nam An thì thật tuyệt vời rồi, không còn gì tuyệt vời hơn Nam An nữa. Các chị em ạ, thay vì các chị em đi bắn nám hay là các chị em đang dùng các kem trộn ấy không tốt cho làn da của mình thì mọi người hãy tin dùng Nam An. Nam An được làm từ 5 loại lá cây nhé mọi người nhé. Em sẽ mở một hộp ra mọi người. Sau khi trước khi dùng Nam An, mọi người hãy rửa sạch mặt. Sau đó bôi những cái vùng nào mà bị nám nhé mọi người nhé. Chỗ nào bị nám thì mọi người bôi. Em cho xem mọi người xem này. Đấy, hoàn toàn là bằng lá cây nhé các chị em. Hoàn toàn là bằng lá cây nhé các chị em. Các chị em chia sẻ đi ạ. Chia sẻ đi, em vẫn tặng quà nhé mọi người nhé. Các chị em chia sẻ. Nga An xã. Hello, xin chào mọi người. Mọi người hãy chia sẻ nhé. Cứ chia sẻ đi, em sẽ tặng quà cho mọi người. Chia sẻ, bấm like, thích, theo dõi fanpage của Ngọc Ánh. Bước thứ hai, mọi người hãy chia sẻ 5 nhóm hội chợ và chia sẻ trên trang cá nhân của mình, em sẽ tặng quà cho mọi người. Và em vẫn giới thiệu sản phẩm bên em là Nam An, hoàn toàn 100% tự nhiên cho mọi người nhé. Đây này mọi người này, hoàn toàn là bằng lá cây nhé mọi người, hoàn toàn bằng lá cây, không có hề có hóa chất. Khi các chị em bị nám dùng rất tốt. Lá cây đắp trên mặt thì không còn gì để mà nói nữa rồi. Lá cây đắp trên mặt thì không sợ bị hư hại đến da. Em thì cũng bị nám nhưng mà từ khi bôi Nam An em đã hết nám. Em sinh hai bé em cũng bị, em bị ở hai phần gò má. Đây này mọi người nhé, mọi người hãy bôi vào những, rửa sạch và bôi những vùng bị nám nhé mọi người nhé. Em sẽ bôi. Chị tặng em. Đây nhé mọi người nhé. Mọi người hãy rửa sạch và bôi như thế này. Nhất rất nhiều người bôi một lớp quá dày. Không nên bôi một lớp quá dày. Khi mà mua Nam An thì mọi người hãy cố gắng là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhé mọi người nhé. Ở trong Nam An đều có hướng dẫn. Đây mọi người, những cái chỗ nào mà vùng nào bị nám ấy, vùng nào bị nám mọi người hãy chấm đắp thật mỏng. Bước đầu tiên mọi người, mấy ngày đầu tiên mọi người đắp ít thôi mọi người ạ. Đắp tầm 15 phút mọi người hãy rửa mặt sạch. Rồi 2 đến 3 ngày sau mọi người hãy đắp thêm, tăng thêm phút nữa, tức là 2-3 ngày đầu tiên đắp 15 phút, 2-3 ngày sau mọi người hãy đắp 20 đến 30 phút. 20 phút rồi dần lên 30 phút nhé mọi người nhé. Đắp hết vào những cái vùng, thường thường các chị em bị hai vùng bên má này. Em thấy rất nhiều người bị hai vùng bên má và bị hai bên cánh mũi. Bị rất nhiều. Rất nhiều các chị em hiện tại bây giờ đang dùng kem trộn hoặc là những cái kem mà không hiệu quả thì các chị em hãy chuyển sang dùng sản phẩm bên em thử xem nhé mọi người nhé. Em cam kết sẽ hiệu quả, không hiệu quả thì em hoàn lại tiền. Không hiệu quả em hoàn lại tiền. Các chị em ạ, Nam An này bôi cảm nhận được luôn mọi người ạ. Khi nào bôi đến đâu cảm nhận đến đấy. Cảm nhận nó đang rứt như đang nó đang rút cái chất nám ở mình lên. Đấy, cảm nhận luôn mọi người nhá. Từ khi em đắp Nam An ra mặt em cải thiện rất nhiều. Ngày trước em bị hết hai bên vùng má, em cũng không bị nhiều đâu nhưng mà em vẫn điều trị. Tại vì nếu mà mình bị ít không điều trị thì để nhiều quá mọi người sẽ điều trị nó mất thời gian đi. Mọi người hiện tại mọi người đang bị ít thì mọi người nên điều trị càng sớm càng tốt. Còn nếu mà để sau này ấy, nó lên nhiều, mọi người điều trị thì nó cần thời gian hơn, rất khó khăn hơn. Khi mà bị ít đem bôi này, da của em ngày xưa cũng thế, da của em ngày xưa cũng rất là nhiều nám mọi người ạ.
Nhưng mà nám của em là nám nó lăn tăn thôi, nám ít thôi chứ không nám nhiều. Nhưng mà từ khi em bôi Nam Man em thấy mờ hẳn, em mới lấy về em bán á. Em thấy rất hiệu quả và tốt, có khi ăn được. Ăn được chứ đừng bảo là bôi. Cái này ăn được chứ đừng bảo là bôi lên mặt nhé mọi người nhé. Ăn được thì chắc chắn sẽ bôi được. Đấy. Các sản phẩm bọn em cam kết là ăn được thì mọi người cứ yên tâm là hoàn toàn là tự nhiên nhé. Tự nhiên em đi ra bán. Tại vì cái này dùng quá tốt em mới lấy về em bán, chứ bình thường em không bán mỹ phẩm đâu mọi người ạ. Đấy. Hầu như bên em bán toàn hoàn toàn là tự nhiên, em cam kết hoàn toàn bằng tự nhiên hết. Các chị em nên khi dùng Nam An nên dùng một ít kem dưỡng buổi tối nhé mọi người nhé. Mọi người nên dùng ít kem dưỡng vào buổi tối và ban ngày. Mọi người phải bôi kem chống nắng nhé mọi người nhé. Mọi người hãy phải bay bôi. Những ai bấm like thích chia sẻ Facebook của Ngọc Ánh và chia sẻ 5 nhóm hỗ trợ Ngọc Ánh tặng 5 mặt nạ nhé mọi người nhé. Mọi người cứ bấm thích và chia sẻ đi, em vẫn giới thiệu sản phẩm. Và mọi người cũng vẫn chơi mini game nhé mọi người nhé. Mọi người vẫn bấm thích và chia sẻ đi, em sẽ tặng quà. Mọi người hãy bấm thích và theo dõi trang của Ngọc Ánh. Và bước tiếp theo mọi người hãy chia sẻ ít nhất 5 nhóm hội bán hàng online. Bước thứ 3 mọi người chia sẻ trên trang cá nhân và cho em xin số điện thoại, inbox lại cho em để mọi người nhận quà. Sau cái phần like này em sẽ kiểm tra thông tin của mọi người. Nếu mà đúng theo quy trình em sẽ tặng quà cho mọi người. Đúng quy trình em sẽ tặng quà cho mọi người nhé. Mọi người ạ, một hũ này thì khách thường hỏi là dùng được bao nhiêu. Nếu như các khách bôi giống em đây này, mọi người cũng không nên bôi quá nhiều nhé. Nếu như ai bị nhiều thì bôi dày hơn em một tí. Còn nếu mà ai mà bị mỏng mỏng á, thì bôi giống em đây này. Mọi người nếu mà ai mà dùng mà bị ít ấy, như em ấy, thì mọi người dùng được 1 tháng. Còn nếu như mà mọi người bị nhiều ấy, thì mọi người chỉ dùng nửa tháng là đã hết hôm nay rồi. Nhưng mà mọi người yên tâm dùng từ 2 đến 3 hộp. Em cam kết với mọi người là mờ hẳn nám luôn. Mờ hẳn luôn. Ôi con ơi đừng vỡ của mẹ. Không được bóc cái này của mẹ. Ôi cái nắp của mẹ đâu vào đây. Mọi người nhá, hoàn toàn lá cây. Ăn được nhé mọi người, cái Nam An này có thể mình ăn được không ảnh hưởng gì. Nhất là phụ nữ sau sinh ấy, mọi người bị nám rất là nhiều. Và mọi người sợ rằng là cái da của mình ấy là nó đang còn non và sẽ ảnh hưởng tới da, sợ bong chóc da. Nhưng mọi người cứ yên tâm, các loại kem kia thì mình bôi thì mới sợ, chứ còn những cái lá cây này thì bôi thì hoàn toàn tự nhiên, không có gì phải lo lắng hết nhé mọi người nhé. Còn các chị em mà sau sinh ấy, dùng cái này các chị em nên dùng sớm. Mình đã có hiện tượng nám thì nên dùng sớm để làm gì? Để đánh bay cái vết nám của mình đi. Để không bị nặng nữa như mọi người nhé, nó không lên nhiều. Tại vì những ai mà điều trị nám, đừng bóc nữa con. Ôi trời ơi. Không bóc của mẹ nữa. Trời ơi hư hết của mẹ rồi. Mẹ cấm con, mẹ không cho bóc đâu nhá. Không bóc được. Trời ơi bóc ra hết của mẹ rồi. Đâu rồi mọi người, đâu rồi? Chơi mọi người không chia sẻ. Mọi người chia sẻ để được nhận quà đi ạ. Hôm nay ai mua Nam An, mua một hộp này, 1 đến 2 hộp gì em vẫn tặng quà nhá. Em vẫn tặng 5 gói 5 miếng đắp mặt nạ. Và các chị em mà mua xỉ Nam An, từ 10 hộp Nam An trở lên em sẽ tặng máy xông hơi với mọi người nhé. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi nhở? Mọi người hãy theo dõi lên like đi ạ. Mọi người đừng... Mọi người lại xuống hết rồi. Nếu như các chị em mà muốn nhận quà, các chị em phải theo dõi cái face của mình chứ. Con nghịch thế. Đâu rồi mọi người hãy bấm like và chia sẻ face của Ngọc Ánh đi ạ. Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Mọi người đâu hết rồi? Có ai bấm like và thích và chia sẻ face của Ngọc Ánh không để em tặng quà?
Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi? Nếu như các chị em mà nào mà đã chia sẻ thì em tặng quà, còn các chị em nào mà không chia sẻ nữa thì em sẽ kết thúc phần livestream này nhé. Còn các chị em nào nhận quà nó, còn các chị em nào like để thích để nhận quà đó, có em đây. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi? Mọi người hãy bấm thích và chia sẻ like, chia sẻ Facebook của Ngọc Ánh đi ạ. Đâu rồi? Tất cả mọi người hôm nay ai mà bấm like, thích và chia sẻ năm nhóm hỗ trợ, Ánh sẽ tặng cho mọi người 5 miếng mặt nạ với mọi người nhé. Cái này chị bán giá niêm yết, không ăn được em. Em ở đâu? Em ở gần chị, nhà chị thì chị có thể sang nhà chị bôi, chị sẽ cho em bôi thử một trải nghiệm thử, nhưng mà em ở xa thì không được đâu em ạ. Đâu nhờ mọi người, đâu nhờ mọi người, đâu nhờ. Yên tâm, sản phẩm bên mình là sản phẩm hầu như là sản phẩm tự nhiên hết nhé, 100% tự nhiên, không hề có hóa chất. Cái này mình tặng mọi người cũng là sản phẩm tự nhiên hết. Em 2 năm rồi thì dùng mấy hộp? 2 năm hay 3 năm không cần biết, nhưng mà mọi người bị ít hay nhiều, ít thì dùng từ 2 đến 3 hộp đã hết hẳn rồi. Còn nếu như nhiều mọi người phải dùng ít nhất 3 đến 4 hộp. Cái này nhá, em mà dùng ít nhất hộp thứ nhất em đã mờ đi trong thấy ấy, thì em bôi hộp thứ hai, hay nếu mà mờ hẳn rồi thì thôi, không cần phải bôi hộp thứ ba nữa. Còn nếu như em mà thấy bôi hộp thứ hai mà nó mờ chưa mong muốn thì em nên dùng hộp thứ ba. Chị cứ ok được rồi, mọi người hãy chia sẻ đi ạ, mọi người hãy chia sẻ đi ạ. Phẩm Puma. Xin chào Phẩm Puma. Mọi người hãy like, theo dõi Facebook của Ngọc Ánh và chia sẻ để được nhận quà 5 miếng mặt nạ nhé mọi người nhé. 5 miếng mặt nạ như thế này nhé. Đây hoàn toàn cũng là mặt nạ tự nhiên nhé mọi người. Rất tốt cho da. Đây ạ, rất tốt cho da. Hoàn toàn đây là em dùng hàng còn là dùng hàng tự nhiên nhé mọi người. Hiện tại em cũng đang vẫn dùng hàng sản phẩm này, em vẫn đang dùng cho da mình. Da của em ngày trước cũng không được căng mịn như thế này đâu ạ. Từ khi em dùng Nam An và chịu khó dưỡng da, đắp mặt nạ thì da mặt em nó mới cải thiện được như thế này. Ngày trước da em không được như thế này đâu ạ. Mọi người yên tâm là khi dùng Nam An nhé, khi dùng Nam An nó sẽ da nó sẽ căng mịn rất nhiều nhé mọi người nhé. Đâu rồi mọi người, hãy chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ để được nhận quà đi ạ. Mọi người hãy like và chị Bùi Hảo. Đâu rồi mọi người, hãy like và chia sẻ để nhận quà đi ạ. Còn ai muốn nhận quà nữa không ạ? Còn ai muốn nhận quà thì mọi người hãy chia sẻ đi ạ. Nếu như mọi người không còn ai nữa thì em sẽ kết thúc video. Nếu em kết thúc video thì mọi người, thì những ai chia sẻ khi sau khi em kết thúc video thì mọi người sẽ không được nhận quà đâu ạ. Em phát trực tiếp như thế này, mọi người chia sẻ em sẽ tặng quà, còn sau khi kết thúc video em sẽ không tặng, mọi người chia sẻ em cũng vẫn không tặng quà cho mọi người nhé. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi? Các chị em nhé, các chị em nào mà muốn mua Nam An em cũng vẫn tặng 5 miếng này. Và mọi người chia sẻ không mua Nam An em cũng vẫn tặng 5 miếng như thế này cho mọi người. Đâu rồi ạ? Mọi người đâu hết rồi ạ? Ngày trước da mình không được như thế này, không được căng miệng. Mình sau khi đẻ hai bé mình cũng vẫn bị tàn nhang ở hai vùng bên mặt đây này. Hai vùng bên mặt đây rất là nhiều.
không nhiều, không rõ như mọi người, nhưng mà hiện tại là nó cũng khá khá. Mình cũng đi bắn một lần, mình cũng đi bắn, đi ra Hà Nội đi học phun xăm ấy, thì có một người bạn dùng mình đi bắn. Đấy là mình đi bắn. Trời ơi, đầu tiên là cái mụn nó rất là nhỏ, xong khi sau khi bắn thì mụn nó lại càng to hơn. Vì thế mình đã bị những nốt nhỏ thành những nốt to. Thế là mình bị rất là nhiều. Đầu tiên ít thành nhiều. Thế là mình mua cái Nama này, mình đắt, mình thấy ok. Ok, và mọi người chưa biết đến sản phẩm nên là mình mua để mình cho mọi người biết về sản phẩm. Mọi người dùng những cái sản phẩm tự nhiên và hiệu quả còn hơn là dùng mình dùng những cái mà mỹ phẩm hoặc là những cái tẩy da, những cái kem trộn ấy rất hại cho da các bạn ạ. Bây giờ hiện tại các chị em dùng các mỹ phẩm hầu như là kem trộn, nó sẽ làm bào mòn tới làn da của mình. Và những ai mà đã dùng kem trộn rồi, mọi người sẽ biết khi mình dùng cái kem trộn trị nám rất nhanh nhưng mọc nám cũng rất là nhanh, và nó còn hư hại đến làn da của mình nữa. Đâu rồi mọi người ơi, còn ai chia sẻ nữa không ạ? Em sẽ kết thúc video này nhá. Nếu ai chưa, không còn ai chia sẻ nữa, em kết thúc video này nhá. Em kết thúc video này thì mọi người, những ai chia sẻ cũng không được nhận quà đâu ạ. Tất cả mọi người, ai còn ai nữa không ạ? Còn ai muốn chia sẻ và được nhận quà nữa không ạ? Sau khi em kết thúc video này thì mọi người chia sẻ em cũng không tặng quà nhá. Đi ra bô đi con. Không còn ai chia sẻ nữa thì em kết thúc video nhé. Hẹn mọi người mini game lần sau. Xin chào mọi người.